Hôm nay thầy tiến hành xem cho một bạn tên là Kim Ngân nha các em. Kim Ngân là người lắm tiền đấy. Giỏi giang này, bạn này là sinh năm 2001. Bạn này là một lá số mà gọi người ta gọi là mệnh thiên đồng. Đấy. Hiền hòa, tử tế, học giỏi, thông minh, trí tuệ nhưng mà biết tiêu tiền tài, vì có đại hao không thể mạch. Dạ đúng ạ. Hiền lắm, sạch nhưng mà chăm chỉ học, tử Dạ tế đúng lắm, vậy. bạn này rất là giỏi. Bạn này chắc Dạ. là phải học học ngành, bạn này phải làm đến tiến sĩ luôn, đúng không? Được không thầy? Bạn học được không thầy? Được. Và Dạ 5 năm sau bạn này đúng có thể dạ. làm được, bạn này có học làm được. Vì bạn Dạ. này là thiên đồng rất hợp với ngành y, nhìn chưa? Dạ, bạn đang học y để đi đi nộp vô y đó thầy. Nộp Nó vô tiến sĩ ấy, thầy, mà đúng thầy không? thấy được không thầy? Được, bạn này học Dạ. Mỹ thì được, Canada không được, tôi chứ Mỹ thì được. Dạ, bạn đang ở Mỹ với thầy á. Ồ, bạn đang Dạ. từ bang nào? Dạ, bạn ở North Carolina thầy. À, bạn đang học top 20 của ở Mỹ á thầy. North Carolina. Cách chỗ thầy đang ở khoảng hơn tiếng bay thôi. À, thầy đang ở New York. Dạ, được thầy. Thằng sau chuẩn bị thầy coi thì nó sẽ học ở Boston nữa thầy. Dạ, À, thầy chuẩn hai. bị thầy cuối tuần này, à mấy hôm nữa thầy cũng đi Boston, thầy thăm Harvard. Vậy hả thầy? Dạ, tới tháng 7, ngày 1 tháng 7 là bé nó phỏng vấn ở lãnh sứ quán Mỹ xong rồi mới bắt đầu là triển khai cho bé qua để học lớp 11 bên Boston nữa thầy. Rồi, ok. Bây giờ thầy nói với em tại sao mà lá số của bạn học giỏi nhá. Bởi vì sở hữu những chòm sao gì mà học giỏi mà nổi tiếng như thế. Thứ nhất là bạn này có văn xương. Đấy, chòm sao văn xương này. Thứ hai nữa là bạn này có thiên khôi và thiên việt. Hai cái sao khôi việt nó học hành giỏi giang lắm. Thứ ba là bạn này có hóa lộc chiếu mệnh. Những người hóa lộc chiếu mệnh là khả năng thích nghi rất là tốt. Dạ đúng, dạ Thứ đúng. ba nữa là cái cung phúc đức nhà này có hóa quyền hóa hoa, là cái dòng họ nhà bạn này học giỏi nữa cơ, bố mẹ cũng giỏi, người ta gọi là có gen đó. Không gen đấy mà là một lá số mà sau này rất là thành đạt về con đường học hành, nhất là xuất ngoại, vì số bạn này cung thiên di có hóa lộc hóa hoa hóa quyền đấy. Nhưng mà cung chồng thì sau này nhớ phải cưới 2 lần cho thầy nha, bởi vì cung chồng là có những ngôi sao mà nói đến cái chuyện đa duyên, bởi vì chồng là có những cái ngôi sao nó đã la cô thần quan phủ ông thần nha. Giờ Vậy cung hả cung tử tức là có sao phục binh, có con 2 dòng nữa, đây là chuyện hôn nhân của bạn hơi xấu. thầy? Nên lát nữa thầy chỉ cho cách khắc phục cung chồng cho bạn đấy nha. Bạn này khắc phục cung chồng, khắc phục cái chòm sao đại phá của nó, đại hao tiêu tiền như nước. Dạ đúng rồi, bạn xài sang lắm. Bạn này chắc là toàn xài đồ hiệu thôi. Dạ đúng rồi. Ăn thì ăn ngon, xài thì phải đổi hiệu mới chịu. Bạn này là một lá số mà khá tốt. Đấy. Bạn tiếp theo đó là bạn Đức Nguyên đúng không? Bạn Đức Nguyên. Bạn Đức Nguyên là bạn này sinh năm 2007 đúng không? Bạn này là thất sát tư tý, lại cũng xuất chúng đốt. Thất sát tư tý người ta gọi là thất sát triệu đấu. Đây cũng là một người mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang. Và sao thất sát thì chắc chắn là bạn này thích học ngành luật. Dạ đúng rồi, bạn đi ngành luật đó thầy. Đúng rồi. Bạn này thì cũng lại có số đi Mỹ rồi, nhìn vào lá số này thì biết rồi, thất sát tư Dạ. tí, lại gia đình có điều kiện, lại còn học giỏi là bố mẹ lại cho đi Mỹ rồi. Dạ, bạn từ ngày 1 tháng 7 này là phỏng vấn xong là đi đó thầy. Ủa, bạn này phỏng vấn năm nay bạn 18 tuổi nhá, bạn ấy sẽ rơi cung nào nào? 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, năm nay bạn rơi cung Điền Trạch, có hóa lộc hóa hoa, bạn này nhắm mắt cũng phỏng vấn đỗ luôn, đi luôn, đi luôn năm nay. Nhiều lần người thầy đã đi Mỹ từ bé rồi cho em nghĩ là chắc ok. Đi năm nay luôn. Rồi, ôi, số gia đình nhà cô thích thế, đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gen tốt. Gen tốt, nhà này là gen tốt này. Đấy, và các bạn được thừa hưởng gen của cha mẹ giỏi này. Bởi vì đã đi Mỹ từ bé, có nghĩa là cha mẹ phải xuất chúng thì các con mới đi Mỹ từ bé. Đúng không? Gen tốt. Hai nữa là bố mẹ cũng truyền lửa đam mê cho các bạn đấy. Bởi vì khi mà trẻ con mà đi nước ngoài nhiều ấy, là các bạn ấy sẽ có một cái, bạn ấy sẽ biết sở thích của mình là gì và các bạn ấy phấn đấu. Dạ đúng rồi thầy, đúng đúng rồi. Khi mà các bạn ấy phấn đấu thì các bạn ấy mới thành công được. Nhưng tâm đã đi ra mới biết ấy. Ngày xưa này các cụ bảo lớn lên thì cho đi nhiều, nhưng mà quan điểm của thầy thì bé cũng nên cho đi, bởi vì đi thì các bạn ấy sẽ có đam mê. Khi các bạn có đam mê thì các bạn mới phấn đấu được, bởi vì một con người sống kể cả lớn hay bé đều phải có đam mê, đều phải có mục đích, phải có kế hoạch, đúng không? Dạ đúng rồi, mấy bạn này là được được đào tạo từ bé. Nên là thỉnh thoảng các gia chủ hay nhờ thầy dắt các em bé đi đi sang nước ngoài chơi ấy. Kiểu như là để cho các bạn đấy thì các bạn ấy nhìn thấy, để các bạn ấy so sánh và các bạn ấy phấn đấu. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Nên là sắp tới thầy dẫn mấy đứa em bé đi qua đại học Harvard đấy, Harvard để cho các bạn ấy có một niềm đam mê, và hy vọng là các bạn ấy sẽ có động lực để các bạn học, để sang Harvard học. Hai bạn nhà này thì là động lực, là khẩu hiệu là mua đồ không nhìn giá để phục vụ bố mẹ thích gì là được đó. Chúc mừng cô. chúc mừng tuyệt vời. Nhưng mà nói gì thì nói, trong tử vi nó có hai cái sao thái âm và thái dương, người ta nói đến gen, hai cái sao mà sáng là các bạn đã được thừa hưởng cái gen thông minh từ cha mẹ, rất tốt. Chúc mừng cô. Dạ cảm ơn thầy nhiều.